Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 191. Chương 1901, tiệc tối 2. Ai? Diệu trưởng lão đa mưu túc trí nha, biết tôi cùng Linh Quân còn có cô giao tình thâm hậu, cho dù ông ấy không giúp tôi cũng không có cách nào ghi hận. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai. Diệu Đằng Nhi nhìn hắn vài lần, lại cười lên. Đằng Nhi, em đi vào trước, anh nói chuyện với Nguyên Thủy một chút. Linh Quân bên cạnh ho khan một tiếng, thúc giục em gái họ mau đi vào, đừng dây dưa với Nguyên Thủy Thiên Tôn nữa. Diệu Đằng Nhi khẽ gật đầu, gót sen uyển chuyển xuyên qua đình viện, đi về phía biệt thự. 5 giây, Linh Quân lặng lẽ nói. Cái gì 5 giây? Trương Nguyên Thanh ném tới ánh mắt nghi hoặc. Cậu nắm tay Đằng Nhi 5 giây. Đằng Nhi rất chán ghét có tiếp xúc thân thể với người khác phái, bao gồm bắt tay, nhưng nó chẳng những ôm cậu, còn cho cái tay chân giò muối của cậu cầm tay nó. Chỉ là ôm hờ mà thôi, tôi cũng chưa đo ra tấm lòng của em gái anh. Này này, cậu miệng ba hoa em gái tôi nữa, tôi trở mặt nha. Linh Quân thở dài, chẳng qua Đằng Nhi chính là thích cậu loại hình này, có thiên phú, không đứng đắn, EQ cao, biết lấy lòng người ta. Đáng tiếc cậu đã có quan nhã, bằng không gửi gắm Đằng Nhi cho cậu, tôi là rất hài lòng. Thôi đi, Phó Thanh Dương sẽ cho chúng ta mỗi người một chiêu kỹ gần như đạo. Điều cậu lo lắng thế mà lại là Phó Thanh Dương sẽ cho chúng ta mỗi người một kiếm, mà không phải quan nhã đau lòng khổ sở. Cậu càng để ý cảm nhận của Phó Thanh Dương hơn phải không? Đừng có đột nhiên trở nên hủ, nên đi vào rồi. Một tay Trương Nguyên Thanh đẩy hắn vào đình viện. 8 giờ tối, các vị khách được mời tới lục tục đến biệt thự Vịnh Phó Gia. Địa điểm yến hội ở tòa nhà phụ bên trái, nơi đó có đại sảnh chuyên môn dùng để tổ chức yến hội. Diện tích chừng hơn 500 mét vuông, trải thảm thật dày, trần nhà treo tầng tầng lớp lớp đèn thủy tinh như hoa sen cửu phẩm. Bàn dài phủ khăn ăn màu trắng bày ngay ngắn có, trật tự, đồ ăn trên bàn đều là món ăn đỉnh cấp. Em gái tai thỏ dẫn nữ nhân viên phục vụ xen kẽ ở giữa đám người, mang đến càng nhiều món ngon cùng rượu. Trung ương bữa tiệc có một chiếc đàn dương cầm sơn sáng bóng. Diệu Đằng Nhi thanh lệ tuyệt luân như hoa lan cúi đầu đánh đàn, ngón tay trắng nõn xinh đẹp linh hoạt lướt đi ở trên phím đen trắng. Phó Thanh Dương thân là chủ nhân, mặc âu phục trắng như tuyết, tóc đuôi ngựa ngắn, khuôn mặt anh tuấn như tạc tượng cao ngạo lạnh lùng như cũ. Hắn dẫn theo cấp dưới tâm phúc Nguyên Thủy Thiên Tôn, lần lượt từng cùng tinh anh quan phương nói chuyện với nhau, cũng ly, nghiễm nhiên là hai kẻ trung tâm nhất của tiệc tối. Rượu qua 3 tuần, không khí càng lúc càng nhiệt liệt, Hoàng Thái Cực cũng dẫn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn lượn một vòng, không hề kháng cự hắn gọi mình nghĩa phụ. Trương Nguyên Thanh đã biết nhiệm vụ lão đại giao cho mình hoàn thành rồi, Hoàng công tử sẽ cho vay tiền. Thật ra bữa tiệc lần này, phần lớn là ở chỗ Hoàng Thái Cực, hắn là CEO tập đoàn xây dựng của chính phủ. Gặp đúng dịp năm nay ngành bất động sản uể oải, tập đoàn giảm bớt đầu tư tài chính ở ngành bất động sản, cho nên tiền mặt có cả đồng lớn. Thu phục Hoàng Thái Cực chẳng khác nào thu phục 80% tài chính thiếu thốn. Nhưng Phó Thanh Dương nói, Hoàng Thái Cực người này cứng ngắc nghiêm túc, làm ăn chỉ để ý việc công, mặt mũi tiền công tử ở chỗ Hoàng Thái Cực cũng không hữu dụng lắm. Còn may mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn tên nghĩa tử này ra trận. Trương Nguyên Thanh kính xong hai vòng liền không uống nữa, hắn không biết uống rượu. Rượu đắt đỏ nữa vào miệng hắn cũng là lãng phí, hắn càng thích coca ướp lạnh hơn. Nhưng Phó Thanh Dương nói, trường hợp nghiêm túc thì phải có bộ dạng của trường hợp nghiêm túc, trên tiệc tối không có chỗ dung thân cho coca. Bây giờ, hắn ngồi ở vị trí gần ban công, hóng gió mát hiu hiu của buổi tối, bình tĩnh quan sát các quý ngài và các quý cô nói, cười. Hắn đang chờ đợi cơ hội. Linh Quân bệnh cũ tái phát, lại bắt đầu tán gái toàn trường, ở giữa đám phụ nữ lớn tiếng cười nói, trái tán một em phải tán một em, không rảnh quan tâm em gái họ của mình. Tầm mắt của đại bộ phận mọi người đều ở trên thân Phó Thanh Dương, Hoàng Thái Cực. Mấy vị nhân vật ngôi sao, người quan tâm Diệu Đằng Nhi không nhiều. Theo lý thuyết, lấy dung mạo, dáng người, gia thế của Diệu Đằng Nhi cũng là một trong những nhân vật ngôi sao, nhưng cô và Âm Cơ giống nhau. Còn chưa quên tình lang ngày xưa, bởi vậy ở trong trường hợp xã giao giữ mình trong sạch, không cho bất luận gã đàn ông chất lượng cao nào cơ hội. Lâu ngày liền không dính đến nữa, dù sao mọi người đều là nhân vật có uy tín danh dự, cóc ba chân không dễ tìm, phụ nữ hai chân chỗ nào cũng có,
cần gì tự tìm sự mất mặt ở trên người cô. Lúc này, Phó Thanh Dương nhất thời vô ý, ngực bị bắn tung tóe vài giọt rượu vang, lập tức lấy thay quần áo làm lý do rời bữa tiệc. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1902, tiệc tối ba. Phó Thanh Dương chân trước mới vừa đi, sau lưng liền có một em gái tai thỏ đi về phía Diệu Đằng Nhi, thấp giọng nói: "Diệu Đằng Nhi tiểu thư, thiếu gia có việc thương thảo với cô, mời đi theo tôi." Phó Thanh Dương có việc tìm mình. Diệu Đằng Nhi nhìn lướt qua sảnh tiệc, quả thật không thấy Phó Thanh Dương ở đây, liền gật đầu đứng dậy, mỉm cười nói: "Được." Cô theo em gái tai thỏ rời khỏi tiệc, dọc theo cầu thang đi xuống, tiến vào gian phòng khách nào đó của lầu một. Em gái tai thỏ khom người nói: "Xin ngài chờ chút, thiếu gia lập tức tới." Nói xong, đóng cửa lại rời khỏi. Kinh thành. Đội ngũ thăm Trung Quốc do Thiên Phạt cùng Thiên Hạc Tổ tạo thành, đến khách sạn Phong Lâm Vãn. Cửa khách sạn, một người trung niên Âu phục phẳng phiu, nho nhã hiền hòa chờ đã lâu. Liệp Ma Nhân chấp hành quan: "Chào ông, tôi là thư ký của Diệu trưởng lão, Dương Dung." Người trung niên cười nho nhã lễ độ, tư thái bắt tay không thể bắt lỗi. Đây là Liệp Ma Nhân lần đầu tiên đại biểu Thiên Phạt thăm ngũ hành minh, hắn đương nhiên cũng là quan ngoại giao. Nhưng chủ yếu phụ trách là châu Âu, lần này là vì quan ngoại giao phụ trách châu Á vừa vặn đã vào linh cảnh, Thiên Phạt liền giao nhiệm vụ cho hắn. Liệp Ma Nhân đánh giá dung mạo đối phương, nhanh chóng ở trong đầu tìm được tư liệu tương quan. Dương Dung, thư ký đại trưởng lão Bách Hoa Hội, phó phòng bộ ngoại giao. Diệu trưởng lão của Bách Hoa Hội là bộ trưởng bộ ngoại giao, chuyên môn phụ trách tiếp đãi tổ chức hợp pháp quốc tế, là thể diện cùng hình tượng đối ngoại của ngũ hành minh. Liệp Ma Nhân vẫn luôn cảm thấy ngũ hành minh lựa chọn Diệu trưởng lão đảm nhiệm bộ trưởng ngoại giao là một quyết định thông minh, hơn nữa có tâm kế. Vị mộc yêu cường đại kia tính cách ôn hòa, thiếu góc cạnh, lại đa mưu túc trí, rất thích hợp ở trên trường hợp ngoại giao tê liệt kẻ địch, cũng ở trên quốc tế đắp nặn ra hình tượng ôn hòa vô hại của ngũ hành minh. Ở lúc Liệp Ma Nhân đánh giá thư ký Dương cũng đang quan sát hắn, cùng với ba vị thanh niên Thiên Phạt. Trong ba người này, Hải Yêu Osman là gương mặt cũ, hắn từng có hai lần thăm Trung Quốc, một lần là giai đoạn siêu phàm, lúc đó hắn tựa như Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ, nhân vật cấp ngôi sao của Thiên Phạt. Thân là Hải Yêu, lại không gia nhập giáo hội Hải Thần, lúc giai đoạn siêu phàm đã một mình một ngựa săn giết mấy tên nghề nghiệp tà ác cùng cấp bậc. Có được lý lịch cùng chiến công phong phú, khiến giáo hội Hải Thần bóp cổ tay thở dài. Như Thái Nhất Môn bóp cổ tay thở dài Tôn trưởng lão hồ đồ. Nhiều năm trước theo Bộ Ngoại giao Thiên Phạt thăm Trung Quốc, ở trên hội giao lưu đánh bại 6 vị siêu phàm của ngũ hành minh, nổi bật vô cùng. Năm trước, lại tới một lần, đã là thánh giả cấp 6, nhưng lần đó hắn gặp Khương Cư không động não, suýt nữa bị Khương Cư đánh chết. Lần này là lần thứ 3 hắn thăm Trung Quốc. Trong hai vị khác, khí chất tản mạn giống với Linh Quân là phong pháp sư Hoover York, khác với Linh Quân là người này bề ngoài tản mạn, thực ra là phần tử giết chóc. Sư phụ là chấp hành quan hoàng kim cấp 1 Dolly Jerome, chúa tể đỉnh phong. Thiên phú cùng thực lực của Hoover York không thể so với Osman, tương tự với Hoàng Thái Cực cùng Khương Cư. Về phần vị thanh niên nghiêm túc trầm mặc, thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ như sư khổ tu kia, thư ký Dương chưa từng thấy, thậm chí không nhớ ra được tư liệu tương quan của hắn. Vậy chỉ có hai loại khả năng: một, gã này là vũ khí bí mật của Thiên Phạt, hơn nữa dị thường thu mình, cho nên ngũ hành minh chưa từng điều tra người này. Hai, kẻ này là tiểu lâu la hàng thật giá thật, kéo đến góp đủ số. Tiểu lâu la đương nhiên không có tư cách để thư ký Dương chú ý, dù sao Thiên Phạt tinh anh quá nhiều, chung quy không có khả năng mỗi một người đều điều tra chi tiết. Thiên Phạt mỗi lần thăm Trung sẽ mang theo một đám tinh nhuệ cấp thiên tài, một mặt là hướng tổ chức hợp pháp nước ngoài triển lãm nội tình cùng nhân tài của mình. Một mặt khác là trong quá trình ngoại giao, không thể thiếu muốn giao lưu, mang gà tới sẽ chỉ mất mặt. Có thể đại biểu tổ chức hành tẩu nước ngoài đều là một đám tinh anh nhất, bất cứ tổ chức nào cũng như vậy. Diệu trưởng lão sớm đã chờ đợi, mời vào trong. Thư ký Dương dẫn thành viên Thiên Hạc Tổ cùng Thiên Phạt vào khách sạn, đi thang máy tới tầng lầu, tiến vào phòng. Trong phòng phong cách thanh lịch kiểu Trung, một ông lão có vẻ ngoài hình người ngồi ngay ngắn ở bên bàn tròn, mỉm cười nhìn các sứ giả đi vào.
Lão có khuôn mặt ôn hòa ấm áp bình thản, giống như tiên tri trí tuệ thời cổ, nhưng tóc của lão là những con rắn đen to bằng ngón tay. Thè lưỡi kêu xì xì, đong đưa như bèo. Hai chân lão là xúc tu mấp máy, cắm chặt xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1903, Mất tích 1. Vốn lấy cấp bậc của Liệt Ma Nhân là không có tư cách để Diệu Trưởng Lão tự mình tiếp kiến, nhưng hắn đại biểu cho thiên phạt mà đến, xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, Diệu Trưởng Lão không thể vắng họp. Liệt Ma Nhân bước dài lên trước, không kiêu không nịnh bắt tay với Diệu Trưởng Lão. Cán bộ Thiên Hạc Tổ thì hận không thể cắm đầu xuống đất, khom người nói, bái kiến Diệu Trưởng Lão. Ba vị thánh giả thanh niên đều tự quản lý vẻ mặt, khom người ân cần chào hỏi. Liệt Ma Nhân chấp hành quan có thể không kiêu không nịnh, nhưng bọn họ không được, đây đã là tôn trọng đối với người địa vị cao. Cũng là bắt nguồn từ đối phương áp chế tâm lý thiên nhiên đối với hành giả cấp thấp. Ngồi đi, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Diệu Trưởng Lão mỉm cười, ra hiệu mọi người vào ngồi. Đợi mọi người vào ngồi, hưởng dụng mấy phần đồ ăn, Diệu Trưởng Lão nói, thư thỉnh cầu của Thiên Hạc Tổ chúng tôi đã xem, tội phạm truy nã thiên phạt muốn bắt có thân phận thế nào. Trong văn kiện xin của Thiên Hạc Tổ, viết là tội phạm truy nã Thiên Hạc Tổ muốn dẫn độ truy bắt. Không quan hệ với thiên phạt, bởi vì đây là chuẩn mực trên trình tự, nhưng mọi người đều biết chuyện là thế nào. Chỉ là bắt tên tội phạm truy nã mà thôi, Ngũ Hành Minh vui vẻ nể mặt thiên phạt một phen, một hai năm gần đây, quan hệ của thiên phạt cùng Ngũ Hành Minh vẫn tạm được. Một tội phạm truy nã cấp A, tổ chức của hắn đã bị tiêu diệt, nhưng trong tay người này nắm giữ danh sách một ít người âm thầm cấu kết trong tổ chức hợp pháp. Trưởng lão Liệt Ma Nhân giới thiệu đơn giản cấp bậc, nghề nghiệp cùng bối cảnh tổ chức của Minh Vương. Diệu trưởng lão nghe xong, khẽ gật đầu, chỉ cần thiên phạt trong quá trình truy bắt tuân thủ quy tắc, không thương tổn bình dân, không làm lớn sự kiện, không từ chối Ngũ Hành Minh giám sát cùng phụ trợ, chúng tôi bằng lòng cung cấp tiện lợi. Liệt Ma Nhân lộ ra nụ cười, ngài là vị trưởng giả rộng lượng. Hai bên nâng chén cùng uống. Nói chuyện phiếm một lát, Liệt Ma Nhân nói tới việc chính thứ hai, Ma Quân ngã xuống đã gần một năm, không biết Ngũ Hành Minh có tìm được truyền nhân Ma Quân hay không. Chưa. Diệu trưởng lão lắc đầu, Ngũ Hành Minh không quan tâm ai là truyền nhân Ma Quân, đó là chuyện Thái Nhất Môn cân nhắc. Nhưng nếu phát hiện tung tích truyền nhân Ma Quân, Ngũ Hành Minh cũng sẽ không mặc kệ nhỉ. Liệt Ma Nhân trầm giọng nói, chúng tôi nhận được tố cáo, đã bước đầu khóa mục tiêu thân phận truyền nhân Ma Quân. Diệu trưởng lão nhất thời nheo mắt, nhìn chằm chằm Liệt Ma Nhân vài giây, trầm giọng nói, là ai? Trong đại sảnh rượu thịt náo nhiệt, bên ban công, Trương Nguyên Thanh làm bộ làm tịch bưng một ly rượu sâm banh, ánh mắt nhìn ngắm màn đêm nặng nề. Bản năng của tinh quan dục dịch ở trong lòng, nhìn thấy bầu trời đêm liền nhịn không được muốn ngắm sao, tựa như kẻ háo sắc nhìn thấy đường linh thần bí sẽ theo bản năng mở ra tường lửa. Đoàn đội thiên phạt hẳn là đã đến kinh thành, triển khai tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Lão Diệu. Mục tiêu chủ yếu của bọn họ là Minh Vương, chờ đàm phán ổn thỏa hợp tác bắt Minh Vương mới sẽ thử thân phận truyền nhân Ma Quân. Thời gian để lại cho mình không nhiều. Trương Nguyên Thanh nghĩ, chợt nghe có người đi đến bên cạnh, hừ nói, cậu cũng không được người ta theo đuổi như trong tưởng tượng nha, mọi người đều không thèm để ý tới cậu. Quay đầu nhìn, người đến là Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hắn mặc âu phục vừa người, trong tay bưng ly đế cao, dáng thẳng tắp, ngũ quan tuấn mỹ, đè ép đại bộ phận đàn ông trên bữa tiệc xuống. Anh không ở cách vách Vạn Đinh Ốc, tới đây làm gì? Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ phát tán. Hạ Hầu Ngạo Thiên, đắc ý nói, Vạn Ốc xong rồi. Vi, cái gì Vạn Đinh Ốc, tôi là đang phấn đấu vì sự nghiệp, sản xuất, lắp ráp cơ quan vũ khí với tôi mà nói. Không có chút khó khăn, cho nên tới đây chơi một chút. Để những người trẻ tuổi kia của Ngũ Hành Minh cảm thụ hào quang của tôi. Tính tới trước mắt, đã sản xuất bao nhiêu cơ quan vũ khí? 4 cơ quan vũ khí cộng lại, tổng cộng 30 món. Hạ Hầu Ngạo Thiên mũi hếch lên trời, nhà xưởng bên kia tôi từng đi khảo sát, dựa theo quy mô đó, chờ bổ sung đủ nhân thủ. Lắp ráp xong dây chuyền sản xuất thành thục, sản lượng một ngày có thể đạt tới 100 món, 3 ngày là có thể võ trang toàn bộ tiểu đội phân bộ Tùng Hải. Một tháng, võ trang toàn bộ phân bộ Ngũ Hành Minh. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, hiệu suất ra ngoài tôi đoán trước, không hổ là nhân vật chính,
vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp đã thể hiện hết mũi nhọn, cạn một ly. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt đầy hưởng thụ, một hơi uống cạn rượu trong ly, phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là nhấp nhất cái miệng nhỏ, sao cậu không cạn? Ồ, tôi heo rừng không ăn được cám nhuyễn, loại đồ uống xa hoa này là đi kèm với Ngạo Thiên huynh loại nhân sĩ thành công này. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1904, mất tích 2. Hạ Hầu Ngạo Thiên liền rất vui vẻ, kéo một cái ghế tới, muốn tâm tình với Nguyên Thủy Thiên Tôn quy hoạch phát triển công ty. Trương Nguyên Thanh bận lòng chính sự, nào có thời gian ứng phó trẻ trâu, liền nghiêm mặt nói, Ngạo Thiên huynh, anh có phát hiện, anh cách nhân vật lớn thật sự, còn thiếu một thứ hay không? Mắt Hạ Hầu Ngạo Thiên sáng lên, cái gì vậy? Nữ nhân, nữ nhân. Hạ Hầu Ngạo Thiên lộ ra vẻ mặt trầm ngâm, có đạo lý, bên cạnh mỗi một vị nhân vật chính đều là mỹ nữ vờn quanh, phương diện này tôi quả thật làm không tốt, tuy nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu cơ quan thuật của tôi, nhưng thân là nhân vật chính, tôi nên cho các cô ấy đủ kiên nhẫn. Các cô ấy, tiểu tử ngươi, còn muốn mở hậu cung phải không? Trương Nguyên Thanh vội nói, cái này không phải khéo sao, ở đây đều là nữ tính nhân loại cao chất lượng, có nhan sắc có tiền có gia thế. Không thiếu nữ tổng giám đốc lạnh lùng xinh đẹp cùng đại tiểu thư kiêu ngạo, hình tượng như thế chính là tiêu chuẩn phải có nhân vật chính, tôi đến dẫn tiến thay anh. Tìm cho hắn mấy em gái đuổi đi xong việc. Vì thế Trương Nguyên Thanh dẫn theo Hạ Hầu Ngạo Thiên đi tới nơi mỹ nữ tập hợp ghế của Linh Quân. Các chị, các em, giới thiệu cho mọi người một vị thanh niên tuấn ngạn. Trương Nguyên Thanh mở ra bàn tay, nâng Hạ Hầu Ngạo Thiên một phen. Hạ Hầu Ngạo Thiên, người trẻ tuổi xuất sắc nhất Hạ Hầu gia tộc, cũng là CEO công ty nghiên cứu phát triển cơ quan thuật. Mắt các mỹ nhân sáng lên, nhao nhao tiếp đón, chào Tổng Giám đốc Hạ Hầu. Oa, Tổng Giám đốc Hạ Hầu thật đẹp trai, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Em thích soái ca có tài hoa có tri thức. Cô nương có thể đến bên cạnh Linh Quân, phổ biến đều tương đối thoáng, a không, tương đối cởi mở. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt đầy hưởng thụ, lỗ mũi hếch lên trời, ánh mắt các cô quả thật không tệ. Tôi bằng lòng cho các cô một cơ hội, nhưng bản nhân vật chính đối với chọn lựa thành viên hậu cung là rất hà khắc. Mấy mỹ nhân ngẩn ra, che miệng cười khanh khách, cảm thấy Tổng Giám đốc Hạ Hầu thật hài hước, thật thú vị. Một chị gái trang dung diễm lệ, dáng người đầy đặn trêu chọc, vậy Tổng Giám đốc Hạ Hầu đêm nay có thời gian hay không? Người ta muốn đến trong phòng của anh tiếp nhận chọn lựa, thời gian cả một đêm đó. Các cô gái bên cạnh cười phá lên, luận trêu chọc đàn ông, các cô là kẻ lão luyện. Nào ngờ Hạ Hầu Ngạo Thiên nhăn mặt nhíu mày, kiêu căng nói, cả một đêm. Vậy không được, hư nữ nhân, cô có biết thời gian của tôi quý giá bao nhiêu không? Dựa theo tình huống lợi nhuận cùng tiềm lực phát triển của công ty chúng tôi, ta một giờ kim ngạch lợi nhuận là 6 chữ số, mà cái này chỉ là tạm thời, chờ nhà xưởng chúng tôi làm xong dây chuyền sản xuất. Hắn bắt đầu hùng hồn nói, tán gẫu về quy hoạch phát triển, chế độ quản lý, số liệu tài vụ của công ty cùng với tham số cơ quan vũ khí, tận tình hướng đội dự bị hậu cung này triển lãm thực lực của mình. Giống một con khổng tước giống được xòe đuôi, tiếng cười của đám oanh oanh yến yến dần dần biến mất, mờ mịt nhìn hắn. Phốc! Linh Quân phun ra một ngụm rượu, hắn nhìn về phía học sinh, ánh mắt trao đổi, cậu từ đâu tìm được tên không não như vậy? Chính là đưa tới cho anh dạy dỗ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đáp lại. Không dạy được, không dạy được. Linh Quân liên tục lắc đầu. Kinh thành, khách sạn Phong Lâm Vãn. Liệp Ma Nhân nhìn ngược lại cái nhìn chăm chú của Diệu trưởng lão, trầm giọng nói, vị truyền nhân ma quân kia chúng tôi khóa mục tiêu. Chính là nhân vật như mặt trời giữa trời của ngũ hành minh, ID Linh Cảnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sự sắc bén trong ánh mắt Diệu trưởng lão chậm rãi thu liễm, nhấp một ngụm quốc tửu, cười nhàn nhạt, chấp hành quan các hạ, các người từ nơi nào đạt được tình báo? Có chứng cứ mang tính thực chất hay không? Liệp Ma Nhân chưa nói chuyện, Hải Yêu Osman bên cạnh nói, chúng tôi nhận được tố cáo bí mật, người tố cáo là một vị linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai. Hắn từng tổ đội với Nguyên Thủy Thiên Tôn tham dự phó bản, theo vị tố cáo kia nói, ở lúc phó bản kết thúc, thấy đỉnh đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện dấu hiệu trăng tròn màu đen. Diệu trưởng lão tựa như hiểu cái gì, hướng ánh mắt về phía Liệp Ma Nhân, thiên phạt phán đoán như thế nào vị tố cáo kia lên án chân thật hữu hiệu.
Liệp ma nhân mỉm cười nói, chúng tôi đã làm phát hiện nói dối đối với hắn. Diệu trưởng lão gật gật đầu, lại hỏi, kẻ tố cáo, là ai, ID linh cảnh là cái gì, có đi theo đoàn đội thăm chung hay không? Rất xin lỗi, tin tức của người tố cáo cần giữ bí mật, đây là quy củ. Liệp ma nhân lắc đầu. Diệu trưởng lão ồ một tiếng, một bộ dáng các người nói có đạo lý, nhưng tôi rất khó xử, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là tinh anh ngũ hành minh trọng điểm bồi dưỡng. Nếu không có nhân chứng, chúng tôi rất khó căn cứ thiên phạt lên án bắt, thẩm vấn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1905, Mất tích 3. Chờ thẩm vấn xong Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng tôi tự nhiên sẽ công khai ID linh cảnh của người tố cáo. Liệp ma nhân mặt không đổi sắc, Diệu trưởng lão tựa như không tin. Chấp hành quan các hạ sao lại nói vậy chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả thật vấn đề rất lớn, nên tra. Diệu trưởng lão cười ha ha nói, đúng rồi, tôi đã chuẩn bị cho mấy vị đặc sản kinh thành, lát nữa bảo người ta đưa tới phòng cho mọi người. Liệp ma nhân trưởng lão nghiêm trang nói, Diệu trưởng lão đây là đang dẫn đề tài rời đi sao, chúng tôi hoài nghi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn là có bằng chứng. Tin tưởng ngũ hành minh cũng biết, lúc trước ma quân quấy động sóng gió khắp Âu Mỹ đại lục, phá hủy nghiêm trọng trật tự giữa linh cảnh hành giả. Tuy là nghề nghiệp hợp pháp, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một kẻ sa ngã so với nghề nghiệp tà ác càng tà ác hơn. Ngũ hành minh cũng cho rằng như vậy, nhưng chấp hành quan các hạ, ma quân là ma quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn cho dù là truyền nhân ma quân, lại có quan hệ gì với ma quân đâu. Diệu trưởng lão có điều không biết, ma quân lúc trước đánh cắp rất nhiều đạo cụ quan trọng của thiên phạt. Chúng tôi truy tìm truyền nhân ma quân là vì tìm về vật phẩm mất trộm, đây là danh sách, mời Diệu trưởng lão xem qua. Liệp ma nhân vừa nói xong, hải, yêu Osman liền từ trong túi công văn lấy ra một phần danh sách đưa qua. Diệu trưởng lão tập trung đảo qua, đám rắn đen trên đầu đồng loạt co rụt lại, như là bị dọa. Đều là đạo cụ cực phẩm nha, không ngờ ma quân trộm nhiều đồ như vậy. Ồ, phong thần quyền trượng này, nếu tôi nhớ không lầm, cuối năm trước tôi còn thấy thủ tịch chấp hành quan các hạ sử dụng. Đó là đồ phòng chế. Liệp ma nhân mặt không đổi sắc nói, chính phẩm đã bị ma quân trộm đi. Ma quân quả thật là nhân vật ghê gớm, có thể từ trong tay bán thần đánh cắp pháp trượng. Diệu trưởng lão nhấp một ngụm rượu, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng ma quân không có quan hệ, chấp hành quan các hạ có điều không biết, ngũ hành minh đã sớm dùng hổ phù kiểm tra. Không phải. Liệp ma nhân nheo mắt. Không phải. Diệu trưởng lão lắc đầu. Liệp ma nhân lâm vào trầm ngâm, hải yêu Osman thì cùng hai đồng bạn thanh niên nhìn nhau, ba vị thanh niên tuấn ngạn của thiên phạt đều nhíu mày. Hổ phù bọn họ là biết, tượng trưng cho thân phận nguyên soái bạch hổ binh chúng, đạo cụ loại quy tắc, phát hiện nói dối là năng lực kèm theo của nó, tác dụng thật sự của nó là trấn nhiếp. Nó đối với linh cảnh hành giả nghề nghiệp bản thân có áp chế tuyệt đối, hổ phù vừa ra, ai dám không theo. Đối với linh cảnh hành giả nghề nghiệp khác cũng có sức trấn nhiếp, chỉ là hiệu quả so với nghề nghiệp bản thân mà nói thì kém chút. Không có tham báo nào có thể ngỗ nghịch người nắm giữ hổ phù, tựa như không có binh sĩ nào có thể ngỗ nghịch nguyên soái. Nếu là đạo cụ cấp bán thần xác nhận cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy khả năng hắn là truyền nhân ma quân liền giảm bớt rất nhiều. Liệp ma nhân suy tư hồi lâu, nói, cái này kỳ quái, tự do chi ưng là từng trải qua đạo cụ phát hiện nói dối, cô ấy không có khả năng nói dối. Diệu trưởng lão cười nói, có thể cô ấy nhìn lầm rồi đi, thiên hạ vật tương tự chỗ nào cũng có, ví dụ như bột giặt quần áo cùng vũ khí hóa học có tính sát thương quy mô lớn. Đám người thiên phạt vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt hiện lên nét giận dữ. Liệp ma nhân nhanh chóng áp chế tức giận, nói, tóm lại, sự việc đã xuất hiện mâu thuẫn, liền càng nên điều tra rõ. Diệu trưởng lão, trừ lời khai của tự do chi ưng, thiên phạt còn có chứng cứ khác. Diệu trưởng lão nhíu nhíu mày, thu hồi tư thái ôn hòa hiền lành, trầm giọng nói, chứng cứ gì? Liệp ma nhân lại không trả lời, mà là nói, ở trước khi chúng tôi công khai chứng cứ, Diệu trưởng lão cần ký kết khế ước với tôi, một khi xác định Nguyên Thủy Thiên Tôn là truyền nhân ma quân. Cần giao hắn cho thiên phạt để thẩm tra xử lý trước, các vật phẩm kia bị ma quân đánh cắp quá mức quý trọng, hy vọng ngũ hành minh có thể hiểu. Diệu trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn kỹ Liệp ma nhân, trong mắt quanh quẩn ánh sáng xanh lục âm u.
lão có thể phán đoán ra đối phương là có nắm chắc nhất định, ít nhất ở phương diện chứng cứ, không phải ăn nói bừa bãi. Cũng chính là nói, thiên phạt nắm giữ tin tức có thể chỉ ra và làm chứng truyền nhân ma quân. Thứ trên đời có thể chứng minh thân phận truyền nhân ma quân, Thái Nhất Môn Chủ đã nói cho mọi người, trăng tròn màu đen cùng phần thưởng thuộc về riêng thẻ nhân vật, thứ sau tượng trưng cho di sản của ma quân. Trăng tròn màu đen không thể nghiệm chứng, trừ phi ở trong phó bản. Như vậy chứng cứ thiên phạt nắm giữ, hẳn là phần thưởng riêng, đổi lại mà nói, chính là di sản của ma quân. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1906, Như Cố Nhân Đến Một. Như vậy cái gọi là chứng cứ là gì, đã rất rõ ràng đạo cụ, vật phẩm của ma quân. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn là truyền nhân ma quân, lấy cấp bậc của hắn, khẳng định đã tiếp thu bộ phận di sản, phó bản tiểu tử kia vào đều là cấp S, hùng, hiểm khó lường, như vậy che giấu thực lực trong phó bản là tìm chết. Cho nên, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ triển lộ chút con bài chưa lật, cũng chính là đạo cụ của ma quân. Quả thật là mạch suy nghĩ không tệ. Diệu trưởng lão trầm ngâm nói, sự việc liên quan di sản ma quân, tôi bây giờ không thể cho các người câu trả lời. Thực không dám giấu, ma quân cũng đã trộm đi rất nhiều bảo vật của ngũ hành minh. Ví dụ như nguyên soái hổ, bội kiếm, bội kiếm. Tôi sẽ triệu tập trưởng lão tổng bộ họp, nhanh chóng cho các người phản hồi. Liệp ma nhân hỏi, khi nào có thể cho ra phản hồi? Trong vòng 3 ngày đi. Liệp ma nhân không vui nói, ngũ hành minh các người làm việc chỉ thích kéo dài đối với người một nhà, đối với chúng tôi cũng kéo dài, hiệu suất thật sự thấp. Không bằng như vậy, ngay đêm nay đi, tôi cũng tham dự hội nghị. Diệu trưởng lão, đây là tố cầu cơ bản nhất của thiên phạt, hy vọng đừng từ chối. Ngũ hành minh chẳng lẽ không muốn mau chóng xác nhận truyền nhân ma quân sao? Diệu trưởng lão trầm ngâm một phen, tìm kiếm truyền nhân ma quân quả thật quan trọng, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nhanh chóng khai triển nhanh chóng kết thúc. Điều lão do dự, đơn giản là liệp ma nhân đưa ra ưu tiên thẩm tra xử lý, nhưng chuyện này có thể giằng co ở trên hội nghị. Lập tức gật đầu, nói, có thể, vậy tôi liền. Còn chưa dứt lời, cửa phòng đẩy ra, thư ký Dương sắc mặt ngưng trọng sải bước mà vào, tới bên cạnh Diệu trưởng lão, ghé tai nói nhỏ vài câu. Vẻ mặt ôn hòa của Diệu trưởng lão đột nhiên biến sắc. Thư ký Dương nói cho hắn, Đằng Nhi tiểu thư Ly Kỳ mất tích. Diệu trưởng lão khác với kẻ khác trong nhóm Linh Cảnh Hành Giả đầu tiên, tuy là mộc yêu, nhưng không phải loại hình ham thích sinh sản. Lão chỉ có 3 đứa con, một trai 2 gái, trưởng nữ gả cho Thái Nhất Môn Chủ, đã trở về Linh Cảnh, nay chỉ còn 2 đứa con. Bởi vậy Diệu trưởng lão cực kỳ coi trọng đối với con, cháu, Linh Quân, Diệu Đằng Nhi đều là miếng thịt trong lòng lão, năm đó biết được Linh Quân ở Thái Nhất Môn bị bắt nạt. Lão liền trực tiếp nuôi cháu ngoại ở bên người, tuy lúc ấy cháu ngoại càng muốn đi sống với Victoria của Thái Nhất Môn hơn. Lão nhốt con gái nhỏ cùng Đằng Nhi, cũng là căn cứ vào tình yêu của lão phụ thân, không giống Thái Nhất Môn Chủ, chỉ để ý sinh mặc kệ nuo. Đối với bản thân đặc biệt lạnh lùng, đừng nói mẹ con cùng thờ một chồng, cho dù là con cháu trực tiếp biểu diễn chân tay tương tàn, Thái Nhất Môn Chủ cũng sẽ không quản. Diệu trưởng lão rất nhanh lại thu liễm cảm xúc, nhìn đám người thiên phạt, mỉm cười nói, hôm nay gặp gỡ trước hết như vậy, thư ký Dương, thay tôi chiếu cố một phen khách quý thiên phạt. Nói xong, lão hóa thành một luồng hào quang xanh lục, biến mất khỏi phòng. Đi đột ngột như thế, khiến đám người thiên phạt bất ngờ không kịp phòng. Liệp ma nhân nhíu mày, thư ký Dương, đã xảy ra chuyện gì? Nếu tôi có thể biết, 3 vị thanh niên tài tuấn thánh giả cảnh nhìn qua. Thư ký Dương áy náy nói, Diệu trưởng lão cần xử lý một ít việc riêng, cháu gái ngoại ông ấy, Diệu Đằng Nhi tiểu thư mất tích rồi. Chấp hành quan các hạ có nhu cầu gì, mặc kệ là việc công hay là việc riêng, đều có thể nói với tôi. Liệp ma nhân cũng không muốn nói rõ ngọn ngành với một thư ký, gật gật đầu mang tính lễ tiết, biệt thự Vịnh Phó Gia. Chị An Viên cùng tiểu đội hành giả khu Khang Dương phong tỏa tiểu khu biệt thự, cấm đoán bất cứ xe cộ nào ra vào. Đội trưởng đội 2 Lý Đông Trạch dẫn theo mấy cấp dưới điều tra từng nhà, nhưng đều chưa tìm được vị quý nữ mất tích kia. Rất xin lỗi, quấy rầy rồi. Lý Đông Trạch ngụy trang thành chị An Viên, hướng hộ gia đình giá trị con người xa xỉ tao nhã tạ lỗi,
giải thích, tiểu khu không có vấn đề trị an, vị mất tích kia có thể là tự mình rời khỏi, xin an tâm nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ không đến nữa. Nói xong, hắn dẫn đội viên rời khỏi tiểu viện, chống gậy chống, tới nhà tiếp theo. Tôi nghe nói vị đại tiểu thư kia là thánh giả, có thể ở trên tiệc tối cao thủ tập hợp bắt đi cô ấy, nào phải chúng ta có thể tìm được. Với lại, cũng không có khả năng giấu ở trong tiểu khu nha, công tác như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Nói chuyện là một cô gái ngoài 20, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ thời thượng, trang dung tinh xảo, dáng người cao gầy yểu điệu. Cô là thành viên đội 2 mới chiêu mộ, nghề nghiệp là thủy quỷ, ID linh cảnh tiểu ma tiên, vừa trở thành linh cảnh hành giả 3 tháng, người mới hoàn toàn. Bởi vì mặt đẹp giọng ngọt, khắp nơi chú ý tinh xảo, rất được Lý Đông Trạch thích, cảm thấy là hạt giống tốt có thể bồi dưỡng thành tinh anh tao nhã, ưu đãi khắp nơi. Các bạn đang nghe chuyện linh cảnh hành giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1907, như cố nhân đến 2. Hơn nửa đêm tuần tra điều tra, không tao nhã một chút nào, phụ nữ thức đêm sẽ tăng tốc già cả. Tiểu ma tiên oán giận nói, mỉm cười đối mặt công tác vất vả chính là tao nhã lớn nhất. Lý Đông Trạch thản nhiên nói, đừng oán giận, đây là làm cho người bên trên xem, con cháu nhân vật lớn mất tích, bên dưới tự nhiên phải sứt đầu mẻ chán, không lẽ ở nhà ngủ ngon. Thập trưởng, anh cho dù ngủ một giấc dài cũng không quan hệ nhỉ, anh chính là bề tôi công huân bồi dưỡng ra nguyên thủy thiên tôn, đức cao vọng trọng nha. Tiểu ma tiên nói, cô lời này nghe qua cảm giác rất nhiều năm rồi, nhưng rõ ràng mới trôi qua hơn nửa năm. Lý Đông Trạch thở dài, dừng chân nhìn về phía biệt thự của Phó Thanh Dương, bỗng nhiên có chút nhớ lúc còn nguyên thủy cùng quan nhã, còn có tinh vệ. Đáng tiếc bọn họ định sẵn là nhân vật lớn không tầm thường, là đường thẳng giao cắt với mình, sẽ chỉ có tích tắc cùng xuất hiện, sau đó đường ai nấy đi, không có giao. Hội nữa, tiểu ma tiên cũng lộ ra nét sùng bái, đáng tiếc tôi vào đội quá muộn, chưa gặp nguyên thủy thiên tôn trong truyền thuyết, vừa rồi anh cũng chưa để tôi vào biệt thự, tôi còn chưa từng thấy thần tượng đâu. À đúng rồi, Vương Thái nói quan nhã xinh đẹp hơn tôi, có phải thật hay không? Vương Thái có chỗ tốt, chính là không biết nói dối. Ai, cho nên mới có thể câu dẫn được nguyên thủy thiên tôn nhỉ? Cô có địch ý đối với cô ấy. Phụ nữ đối với loại người cùng giới ăn cỏ gần hang trèo cao này đều sẽ có địch ý nha. Quan nhã cũng không phải là trèo cao, cô ấy là bỏ đi, làm việc đi, đừng nói lời thừa. Lý Đông Trạch cầm gậy chống, tao nhã tiến lên, thiên phú của cô không tệ, cố gắng một chút, vẫn là miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Thập trưởng, để hôm khác anh dẫn tiến tôi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nha, tôi muốn kết bạn với hắn. Đại sảnh tiệc tối. Các tinh anh trẻ tuổi tham gia yến hội tập trung một chỗ, có người không ngừng dò hỏi, chú ý chặt chẽ sự kiện phát triển, cũng có người không chút để ý uống rượu, việc không liên quan mình treo lên cao cao. Nhưng mặc kệ có để ý Diệu Đằng Nhi chết sống hay không, bọn họ đều chưa thể rời khỏi đại sảnh, cần chờ đợi tổng bộ hỏi, phối hợp điều tra sau đó mới có thể rời khỏi. Linh Quân ngồi ở trên sofa, cau mày, ánh mắt lo âu, thường thường nhìn chậu hoa bên chân một cái, như đang chờ đợi cái gì. Trong chậu hoa bên chân gieo trồng một cây giống xanh nhạt, phiến lá màu xanh lục nhạt trong suốt lấp lánh, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Cái cây giống này đến từ rễ phần chân Diệu trưởng lão, là lực lượng của lão biến thành, khi cần thiết, có thể đảm đương cầu nối câu thông Diệu trưởng lão, cũng chính là phân thân. Bởi cây giống này là bùa hộ mệnh Diệu trưởng lão ban cho đám con cháu nhưng không thể sử dụng ở trong linh cảnh. Trong bình tĩnh chờ đợi, cây giống sáng lên hào quang xanh nhạt nhu hòa, thân nó nhanh, chóng sinh trưởng, cũng kéo dài ra cành tương tự tay chân, tán cây diễn biến thành đầu của nhân loại, phiến lá xanh nhạt chồng lên nhau giống như tóc. Trên thân cây cách tán cây gần nhất mở ra một đôi mắt thâm thúy. Một luồng lực lượng mênh mông cường đại lại tràn ngập sinh cơ thổi quét toàn bộ đại sảnh, khiến các vị khách đã câu nệ khó chịu, lại thư thái cả người. Ông ngoại, Linh Quân lộ vẻ mặt vui mừng. Ông ngoại của Linh Quân. Mọi người trong đại sảnh đều nhìn về phía thực vật hình người cao 2 mét, hoảng hốt không ngừng khom mình hành lễ, Diệu trưởng lão. Diệu trưởng lão đảo qua mọi người, ở toàn trường chỉ tạm dừng một lát trên thân hai người trẻ tuổi chưa hành lễ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hạ Hầu Ngạo Thiên. Lão thu hồi ánh mắt, nhìn cháu ngoại vẻ mặt đầy bất ngờ giống như tìm được điểm tựa,
giọng điệu ngưng trọng, 3 phút đồng hồ nói xong từ đầu đến cuối sự kiện. Linh Quân tốc độ nói cực nhanh, lúc 9 giờ, cháu phát hiện Đằng Nhi không thấy đâu nữa, mới đầu cho rằng em ấy chỉ là không ở nhà ăn. Nhưng mãi đến 9 rưỡi em ấy vẫn chưa xuất hiện, gọi điện thoại, không có ai nhận, tìm hết biệt thự cũng chưa tìm được, tài xế cùng xe cũng đều chờ ở bên ngoài. Cháu tìm Phó Thanh Dương lấy camera theo dõi, phát hiện em ấy bị một người phục vụ đưa tới phòng cho khách lầu 1, sau đó không còn đi ra. Cháu tìm người phục vụ kia hỏi cô ấy chuyện là thế nào, nhưng cô ấy hoàn toàn không nhớ nổi mình từng đưa Đằng Nhi đi. Trải qua chúng cháu xác nhận, tinh thần cô ấy bị ảnh hưởng, có thể là thuật thôi miên, có thể là ảo thuật. Có người lợi dụng em gái tai thỏ lừa Đằng Nhi đến phòng cho khách, sau đó đưa em ấy đi. Ông ngoại, cháu nói xong rồi. Diệu trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiền công tử áo trắng như tuyết trong đám người, nói, Phó Thanh Dương, người của cậu bị thao túng, cậu không biết. Đằng Nhi mất tích ở trong biệt thự, cậu không biết. Cậu là thám báo không phải hỏa sư, nếu cậu không cho ra câu trả lời khiến tôi hài lòng, cũng đừng trách bổn tọa hỏi tội. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1908, như cố nhân đến ba. Hỏa sư làm sao vậy? Ông có phải khinh thường hỏa sư chúng tôi hay không? Hỏa ma ở đây nói thầm trong lòng. Phó Thanh Dương cúi đầu, giọng áy náy nói, là tôi thiếu sát sao, bây giờ quan trọng nhất là tìm được Đằng Nhi. Linh Quân vừa rồi nói không đủ rõ ràng, tôi bổ sung mấy điểm. Dừng một chút, hắn tiến một bước phân tích sự kiện, người tôi mời đều ở nơi này, người phục vụ tiệc tối cũng đều triệu tập lại rồi, số người khớp. Cho nên, hoặc là Đằng Nhi tự mình rời khỏi, hoặc là người bắt đi cô ấy có được thủ đoạn che chắn khí tức cùng không bị camera quay được, nếu thực có người như vậy mà nói. Huyễn thuật sư cùng thần dạ du có thể làm được điểm ấy. Trong đám người, một vị kiếm khách phân tích, thuật dịch dung của huyễn thuật sư có thể thay đổi khí tức, dung mạo, dáng người, thích hợp nhất ở trong trường hợp này vàng thau lẫn lộn, ẩn thân của thần dạ du tương tự cũng có thể làm được. Nhưng mộng cảnh xuyên toa của huyễn thuật sư cùng dạ du của thần dạ du đều không có cách nào mang theo cơ thể sống đi cùng. Nhưng camera theo dõi biểu hiện là Đằng Nhi tiểu thư sau khi tiến vào phòng liền mất tích. Chúng tôi đến nay vẫn chưa nghĩ ra cô ấy là rời khỏi như thế nào. Vừa nói xong, liền có một vị hỏa ma cao giọng nói, cái này còn cần nghĩ sao, khẳng định là vào phó bản rồi, tôi vừa rồi đã từng đề cập khả năng này, các người không tin. Linh Quân nhíu mày, tôi vừa rồi cũng từng nói với cậu, thời gian Đằng Nhi vào phó bản không ở gần đây. Mặt khác, trước khi vào phó bản sẽ có 30 đến 60 giây giảm sóc, cô ấy hoàn toàn có thời gian cho chúng ta biết. Hỏa ma kia hồ nghi nói, cậu từng nói sao, sao tôi, không nhớ. Linh Quân không kiên nhẫn nói, hỏa sư thì đừng phát biểu ý kiến, ở bên cạnh nghe đi. Hỏa ma kia giận dữ, đang muốn phát giận, liếc một cái Diệu trưởng lão mặt trầm như nước, biết điều không nói chuyện nữa. Diệu trưởng lão giọng trầm thấp đưa ra đáp án, nếu người bắt cóc Đằng Nhi có đạo cụ không gian, truyền tống, có thể làm được điểm ấy. Phó Thanh Dương nói, hai loại đạo cụ này đều cực kỳ hiếm lạ, thuộc về đại khu thứ hai. Tôi từng khám tra hiện trường, không có dấu vết chiến đấu, nếu không phải Đằng Nhi tự mình rời khỏi, vậy cô ấy chính là trong nháy mắt bị chế phục. Đằng Nhi là thú vương cấp 4, người có thể nháy mắt chế phục cô ấy ít nhất là cấp 6. Lại có được đạo cụ nghề nghiệp đại khu thứ hai hiếm thấy, người có hai nhân tố kể trên sẽ không nhiều. Nghe vậy, Hạ Hầu Ngạo Thiên vụng trộm nhìn Trương Nguyên Thanh một cái, sau đó bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, gã này hoài nghi là mình làm. Cũng phải, hai cái điều kiện mình đều phù hợp, ai, Diệu trưởng lão quan sát toàn trường, động tác nhỏ của gã này đã sớm bị lão thấy được. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cố ý mở miệng nói, anh nhìn tôi làm chi. Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩn ra một phen, không dự đoán được hắn sẽ chủ động dẫn lửa vào người, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại hay không. Ánh mắt Diệu trưởng lão khẽ lóe lên, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Ngạo Thiên, cậu có phát hiện gì? Tiểu tử Hạ Hầu gia, à cái này. Hạ Hầu Ngạo Thiên do dự một phen, bị ép bởi áp lực của chúa tể đỉnh phong, thẳng thắn nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du cấp 6. Hắn có một món đạo cụ không gian, nhưng hắn cả quá trình đều ở trong nhà ăn, không có khả năng bắt đi cháu ngoại gái của ông.
từng ánh mắt hoặc quang minh chính đại, hoặc mịt mờ đánh giá Trương Nguyên Thanh, trong đó có kiếm khách. Đạo cụ của tôi ở đây. Trương Nguyên Thanh lấy ra mũ đỏ nhỏ, chấn động rớt, xuống một âm thi, triển lãm năng lực không gian cho mọi người, sau đó tức giận nói, không nhất định là thần dạ du cùng huyễn thuật sư, người có được đạo cụ hai nghề nghiệp lớn cũng có thể làm được. Với lại, tôi bắt đi Đằng Nhi làm gì, làm áp trại phu nhân. Không nói láo, mấy vị kiếm khách trong khách hứa yên lặng thu hồi ánh mắt, Diệu trưởng lão cũng thu hồi ánh mắt. Hừ, án bắt cóc tôi với lão đại mưu tính, nào phải các người có thể nhìn thấu. Không phải chúa tể đỉnh phong nghề nghiệp thám báo cũng không được. Trương Nguyên Thanh đặt tay lên phần eo, cảm thụ một phen gương quỷ cắm ở đai lưng quần. Món đồ chơi này là khắc tinh của thuật quan sát. Chỉ cần không phải thám báo cấp chúa tể, đừng hòng nhìn thấu hắn ngụy trang. Đương nhiên, cũng sẽ không yển sư chuyên môn thẩm vấn hắn ở trên vụ án Diệu Đằng Nhi mất tích. Hắn gần như không tồn tại động cơ gây án, Diệu trưởng lão và Linh Quân cũng không có khả năng hoài nghi đến hắn. Bị Nhạc Đệm nhỏ cắt ngang, Phó Thanh Dương tiếp tục nói, trừ phù hợp hai điều kiện kể trên, chúng ta còn cần động cơ. Diệu trưởng lão, Linh Quân, Đằng Nhi có kẻ thù nào không? Bất động thanh sắc dẫn đường. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1909, Như Cố Nhân Đến 4. Đằng Nhi tính tình dịu dàng thân thiện, rất ít kết thù với người ta. Linh Quân đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo nhỏ giọng nói thầm, nếu nhất định nói kẻ thù, âm cơ tính là một nửa. Bị Diệu trưởng lão lạnh lùng liếc một cái, vội vàng câm miệng. Đã không có manh mối, lại không có mục tiêu hoài nghi, thôi diễn vụ án lâm vào khốn cảnh. Ông ngoại, tổng bộ có đạo cụ tìm người, đây là phương pháp nhanh nhất chúng ta tìm được Đằng Nhi, Linh Quân nhắc nhở. Diệu trưởng lão lại chưa đáp lại, lão nhớ tới vụ án bắt cóc kia Đằng Nhi cùng ma quân kết nghiệt duyên. Lúc ấy lão cũng vận dụng đạo cụ, tìm người, đó là một món đạo cụ bói toán cùng quan tinh kết hợp, lấy ngày sinh tháng đẻ, vật phẩm bên người làm môi giới, có thể suy tính ra vị trí nhân vật mục tiêu. Nhưng lần đó tìm người thất bại, đạo cụ chưa đưa ra nhắc nhở gì. Nếu là trong quan phương có người muốn đối phó lão, như vậy lần này đạo cụ tìm người cũng sẽ không có bất cứ phản ứng nào. Lúc này, Phó Thanh Dương nói, đạo cụ tìm người quả thật là phương pháp nhanh nhất, Diệu trưởng lão có gì băn khoăn phải không? Diệu trưởng lão phục hồi tinh thần, hỏi ngược lại, cậu muốn nói cái gì? Phó Thanh Dương vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lời lẽ rất thành khẩn, việc này xảy ra trong biệt thự của tôi có trách nhiệm. Nguyên Thủy Thiên Tôn có một món đạo cụ tìm người có sẵn, chỉ cần có tin tức DNA của Đằng Nhi, liền có thể tìm được cô ấy, đây là quy tắc, lực lượng quy tắc. Trong ánh mắt Diệu trưởng lão lóe lên ánh sáng âm u, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng điệu mang theo cấp bách cùng nghi ngờ, Đằng Nhi mất tích hơn một giờ rồi, vì sao bây giờ mới nhắc tới? Vì sao sau khi phát hiện nó mất tích chưa lập tức tìm người? Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói xen lẫn chất vấn. Mọi người cũng theo đó hướng ánh mắt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh yên lặng đi đến bên cạnh lão đại, cảm giác mình là an toàn, lúc này mới cười lạnh một tiếng, tôi vì sao phải giúp ông tìm cháu gái? Diệu trưởng lão quên ngày đó ở trước khi hội thẩm phán, phó trưởng lão xin ông giúp đỡ, ông trả lời hắn như thế nào? Lời vừa nói ra, không khí xung quanh đột nhiên đọng lại, Diệu trưởng lão nheo mắt, nhìn chằm chằm thật sâu người trẻ tuổi đang cười lạnh. Bao gồm Hoàng Thái Cực ở trong, đám thanh niên tài tuấn ngũ hành minh ngơ ngác nhìn Trương Nguyên Thanh. Gã này thực dũng cảm nha, tuy không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn rất dũng cảm nha, hắn là thật sự không sợ chết sao. Trong thân thể hơn 100 cân chứa 200 cân phản cốt, gã này thực biết đoạt sự nổi bật, Hạ Hầu Ngạo Thiên thầm nhủ. Linh Quân khẩn trương, Nguyên Thủy, Đằng Nhi là Đằng Nhi, ông ngoại là ông ngoại, cậu coi như xem ở trên mặt mũi của tôi, hỗ trợ đi. Kéo dài càng lâu, Đằng Nhi càng nguy hiểm, Linh Quân nôn nóng muốn chết. Diệu trưởng lão khoát tay, ra hiệu cháu ngoại câm miệng, lão ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói đi, cậu muốn cái gì? Trương Nguyên Thanh lạnh lùng nói, tôi chẳng muốn cái gì cả, chờ ông tới đây, chỉ là muốn nói cho ông, còn có 9 lão già khác, hoàng đế đã chết hơn 100 năm rồi, thu hồi sự ngạo mạn của các người. Các người cũng có lúc cầu người ta,
trong đại sảnh một lần nữa lâm vào tĩnh mịch, nhưng trong lòng mọi người lại nhấc lên sóng chiều ngập trời, nhấc lên xôn xao. Bọn họ vẫn đã xem nhẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây nào phải 200 cân phản cốt, rõ ràng là 200 tấn. Thẩm phán hội đã kết thúc, nhưng hiềm khích giữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tổng Bộ đã sâu đến mức không thể khép lại. Không chỉ là Tổng Bộ chán ghét Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân hắn tựa như cũng không tính giải hòa với Tổng Bộ. Chỉ có Hạ Hầu Ngạo Thiên chịu dẫn dắt sâu, cảm thấy thu hồi sự ngạo mạn của các người câu này rất có khí thế, lập luận sắc sảo. Lần sau gặp Lão Tổ Tông, liền nói như vậy. Cũng tương đối rồi, Phó Thanh Dương liếc cấp dưới Tâm Phúc một cái. Bọn họ đạo diễn là vở kịch truyền nhân Ma Quân tiếp thu di sản của Ma Quân, tính tới trước mắt, thời gian khống chế vừa vặn tốt. Nhân vật phản diện bắt đi nữ nhân vật chính mấy giờ cũng chưa động vào một lần, loại tiết mục này sẽ chỉ xuất hiện ở trong phim, huống chi truyền nhân Ma Quân chính là giơ cờ hiệu tiếp thu di sản. Kéo dài tiếp, Nguyên Thủy không ngủ Diệu Đằng Nhi cũng đừng nghĩ xong việc. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, lập tức lấy ra khăn tay sớm chuẩn bị sẵn, lời tôi nói đã nói xong, đây là thứ phó trưởng lão cho tôi, bên trên có tế bào biểu bì khoang miệng lau xuống từ ly rượu Đằng Nhi từng uống. Hắn trước mặt mọi người triệu hồi ra giày khiêu vũ màu đỏ, nhét khăn tay vào trong giày. Cốp cốp cốp, giày khiêu vũ màu đỏ cất bước vui vẻ, xuyên tường đi ra, biến mất ở trong đêm đen. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1910, Dũng sĩ cứu vớt công chúa 1. Diệu Đằng Nhi biết mình bị bắt cóc, nhưng không biết kẻ bắt cóc là ai. Cô tỉnh lại đã được 3 phút, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiếp tục giả bộ ngủ. Tay chân cô bị trói chặt, tầm nhìn một mảng tối đen, mắt hẳn là bị bịt miếng vải đen. Sở dĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì phát hiện cả người mình bủn rủn vô lực, thân thể có chút ngứa, có chút đau. Diệu Đằng Nhi suy đoán mình là trúng độc, độc tố rất mãnh liệt, nhưng không đến mức chết, mà là làm người ta đánh mất năng lực hành động. Lấy đặc tính của Mộc Yêu, hóa giải độc tố không khó, nhưng cần thời gian, cho nên cô giả bộ ngủ. Mắt tuy bị bịt, nhưng thính giác vẫn còn, cô ở trong một căn phòng yên tĩnh, cuộn mình ở trên giường, giường rất mềm, nhưng xúc cảm ga giường hơi thô ráp, rẻ tiền. Ga giường không có mùi người, lại có mùi nước giặt thoang thoảng. Nói rõ cái giường này vừa mới thay ga, hơn nữa chưa từng có ai ngủ. Phòng rất yên tĩnh, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tạp âm nhỏ của xe chạy, ý nghĩa cô đang ở một kiến trúc sát đường. Ký ức của Diệu Đằng Nhi còn dừng lại ở biệt thự Vịnh Phó Gia, cô ở trong phòng cho khách chờ Phó Thanh Dương, bỗng nhiên hoảng hốt một phen, sau đó liền mất đi ý thức. Ai bắt cóc mình? Giống cô loại người này thiên phú không tệ, nhưng không xuất chúng, hơn nữa không đảm nhiệm chức vụ ở quan phương, gần như sẽ không bị nghề nghiệp tà ác nhằm vào. Có thể lặng yên không một tiếng động bắt cóc cô đi, nhất định là cao tầng của tổ chức tà ác, cao tầng sẽ không đối phó một nữ tử yếu ớt tầm thường không có gì lạ, xâm nhập biệt thự Phó Thanh Dương chỉ vì bắt cóc cô. Tiền lời cùng phiêu lưu căn bản không tỷ lệ thuận. Diệu Đằng Nhi nghĩ đến là đối thủ của ông ngoại, cậu, loại chuyện này cô trước kia từng gặp được. Lúc này, vành tai cô khẽ động, bắt giữ đến tiếng tít tít khe khẽ, đó là tiếng thẻ phòng quẹt cửa phòng. Mình ở trong khách sạn, Diệu Đằng Nhi đã biết mình đang ở chỗ nào. Cô tỉnh rồi chứ? Một thanh âm xa lạ, khàn khàn truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ. Có người dẫm lên thảm mềm xốp đi về phía giường, cả người Diệu Đằng Nhi căng thẳng. Người nọ đứng ở bên giường, đưa tay tháo xuống bịt mắt trên mặt cô. Phòng không bật đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh sáng đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào. Diệu Đằng Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía người bên giường, ngươi là ai, vì sao phải bắt cóc? Cô đã nhìn rõ bộ dáng người nọ, đầu óc chấn động ông, tựa như sét đánh ngang tai. Một người đàn ông trẻ tuổi đứng bên giường, ngũ quan bình thường, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn như thần thái phấn khởi, ở sâu trong ánh mắt lại ngưng tang thương vô cùng. Ma Quân. Đầu óc Diệu Đằng Nhi nổ tung, ngàn đầu vạn mối, hỗn loạn lộn xộn, hỗn loạn giống với ý niệm là cảm xúc, kích động, bi thương, vui mừng, đau đớn, nhớ nhung chua cay mặn ngọt, toàn bộ trào lên. Ma Quân trở về linh cảnh gần một năm, trong một năm qua, cô làm bộ không để ý, làm bộ nghiến răng nghiến lợi, ở trước mặt trưởng bối cười lạnh hắn chết chưa hết tội,
Nhưng chỉ có tự mình biết, nỗi nhớ của cô chưa từng dừng lại một ngày nào, đau đớn cùng bi thương của cô không có một ngày nào nhạt đi. Cô ngày đêm đêm nhớ nhung kẻ phụ lòng bạc tình quả nghĩa, lại ngầm chứa sự dịu dàng kia. Nước mắt lập tức mơ hồ hốc mắt, tràn qua gò má, Diệu Đằng Nhi si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc. Nức nở nói, anh, cô vốn muốn nói, anh không phải đã chết rồi sao? Lời đến yết hầu lại kẹt, nước mắt chảy càng nhiều hơn nữa. Chậc chậc, hay cho một cái điềm đạm đáng yêu, Đằng Nhi lúc khóc, có một phong vận khác nha, mình hoài nghi nghiêm trọng Ma Quân thích bắt nạt cô ấy chính là vì vậy. Người đàn ông bên giường nhíu mày, dùng giọng khàn khàn riêng nói, tôi chưa chết, đó chỉ là biểu hiện giả dối mê hoặc người đời, trong thời gian này tôi đi tránh đầu sóng ngọn gió. Ngủ đông là vì tương lai một bước lên trời, ngày tôi trở về, nhất định đã thành vị thần trí cao, tôi sẽ cầm lại thứ thuộc về mình. Hắn nhấc lên cái cằm nhọn của Diệu Đằng Nhi, khóe miệng mang theo nụ cười tà mị điên cuồng, ví dụ như cô. Bây giờ tôi đã trở về, thế nào, giờ này ngày này, bị bổn đại gia bắt cóc lần nữa, là tâm tình thế nào? Hắn cố ý đề cập bị bắt cóc lần nữa để gia cố thân phận của Ma Quân. Trương Nguyên Thanh là biết diện mạo Ma Quân, Quỷ Tân Nương Bạch Lan từng miêu tả dung mạo người thần bí cướp đi Tiểu Thái Dương, chính là Ma Quân. Quả nhiên, Diệu Đằng Nhi vừa nghe, buồn vui đan xen, cắn môi, nước mắt rơi như mưa, tôi tình nguyện lúc trước chưa bao giờ gặp anh, hận không thể giết anh. Cô vừa khóc, vừa dãy dụa ngồi dậy, mềm nhũn bổ nhào vào trong lòng người đàn ông, thút thít khóc, trong miệng mắng xấu xa. Khốn kiếp, nhưng không có lực sát thương, càng như là bạn gái nhu nhược đang lên án bạn trai xấu xa. Các bạn vừa nghe xong tập 191 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.